phần đầu tiên đấy, nói chung nói qua một chút về cái quyển sách nha, thì quyển sách này là quyển sách tự học vật lý lớp 11. Đây là sách ID. Ok, thì quyển này thì nó sẽ chia theo các cái chủ đề đúng không, theo các chương đấy. Ví dụ chương đầu tiên là chương điện tích điện trường đấy, nó sẽ có 7 chương của chương trình vật lý lớp 11 đấy. Thì trong các chương này thì thầy sẽ chia thành các chủ đề đấy, các chủ đề này thì trong các chủ đề lại có các dạng đấy, nên chia mọi thứ rất là chi tiết để đảm bảo cho các bạn có thể học một cách nó rất là đơn giản và dễ dàng. Thì bạn cũng có sẽ có phần đầu tiên ấy là cái phần tóm tắt lý thuyết. Tóm tắt lý thuyết xong thì sẽ có các cái dạng bài tập. Được chưa? Các dạng bài tập xong thì sẽ có phần tổng ôn lý thuyết nữa. Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý giúp thầy nha. Đây, ví dụ thầy cho các bạn xem ngay cái bài đầu tiên. Đấy, ví dụ đây nha, các bạn để ý qua giúp thầy. Đấy, thì đầu tiên sẽ có phần tóm tắt lý thuyết này. Đấy, sẽ tóm tắt như thế này. Ok chưa? Cái phần tóm tắt lý thuyết này thì sẽ giúp chúng ta sẽ biết được những cái kiến thức cơ bản, đúng không? Những cái công thức cơ bản để phục vụ cho cái bài học. Đấy, sau đó thì nó sẽ đến cái phần thứ hai là các dạng bài tập. Các dạng bài tập thì các bạn lưu ý nhá, thì với các dạng bài tập này thì bao giờ cũng sẽ có cái gì? Một là phương pháp giải này, thứ hai nó sẽ là bài những cái ví dụ minh họa, và cái phần thứ ba nó chính là cái bài tập rèn luyện nha. Đấy, thì các bạn học các bạn cứ theo cái thứ tự, theo cái trình tự mình học thôi. Đấy, thì nói chung trong cái phần thầy chữa ấy, thì thầy sẽ chữa các cái bài mà liên quan đến gì, liên quan đến cái phần mà bài tập rèn luyện này, được chưa? Đấy, và thầy sẽ cố gắng là chữa lần lượt cho các bạn. Tất nhiên thì nhiều bạn sẽ học nhanh hơn rồi. Đấy, cái đấy thì nó cũng không sao cả, đấy là điều bình thường thôi. Đấy, nhưng mà thầy sẽ cố gắng là gì? Thầy sẽ cố gắng là chữa lần lượt và chữa cố gắng chữa hết cho các bạn nhé. Thì các bạn cứ yên tâm nhé, không phải lo lắng điều gì cả. Đấy, cứ yên tâm. Rồi, ok thì hôm nay thì thầy sẽ chữa cái bài đầu tiên, và các bạn lưu ý đặc biệt một cái điều đặc biệt nữa của quyển sách này là trong quyển sách này thì nó sẽ đi kèm với video mà thầy quay để giảng về cái phần lý thuyết, và trong video thì cũng sẽ có lý thuyết rồi các cái ví dụ, nên các bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm nhé.